Rồi đây là học thêm tới cái tắc công án 94 mà Lăng Nghiêm chẳng thấy. Tức là đây là dẫn đến kinh Lăng Nghiêm. Trước là cái lời dẫn là trước tiếng một câu ngàn thánh chẳng truyền, trước mặt một sợi tơ hằng không gián cách, lột trần bài lộ lộ trâu trắng phơi bài, trợn mắt vểnh tai sư tử lông vàng gác lại, hãy nói thế nào là trâu trắng phơi bài. Nhưng tức là đây lời dẫn trước tiếng á, một câu ngàn thánh chẳng truyền. Trước tiếng tức là trước khi nói thì một câu đó ngàn bậc thánh cũng chẳng truyền, thì vậy làm sao mình hiểu được? Đó là muốn nói rằng phải đạt ý quên lời đó, thấy thấu qua trước lời nói cho nên gọi trước tiếng. Còn trước mặt một sợi tơ hằng không gián cách, ngay trước mặt mà cũng không có gián gián cách một sợi tơ nào hết, không? Tức là rõ ràng sờ sờ, nhưng mà vừa nghĩ á thì nó liền có ngại liền, cho nên chỗ đó là chỗ khéo léo. Lột trần bài lộ lộ trâu trắng phơi bài, tức là trâu trắng sờ sờ trước mặt đó, nhưng mà trợn mắt vểnh tai là sao? Đã hiện bài sờ sờ rõ ràng đó sao còn lại trợn mắt vểnh tai, tức là muốn thấy nghe gì nữa? À, cho nên đó là gợi ý cho mình đó. À, sư tử lông vàng hãy gác lại, hãy nói thế nào là trâu trắng phơi bài. Đó, thì ai thấy được? Đó, thì đó là cái gợi ý tới công án là dẫn kinh Lăng Nghiêm nói: khi ta chẳng thấy, sao chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta? Nếu thấy cái chẳng thấy thì tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia, nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy tự nhiên chẳng phải lợi chẳng phải vật, tại sao chẳng phải là ông? Đó, đây tức là dẫn một đoạn kinh Lăng Nghiêm. Quý vị có học rồi phải nhớ kỹ lại trong kinh Lăng Nghiêm đó. Thì ở đây thì tới phần giải thích mới nói rõ thêm là kinh Lăng Nghiêm nói: khi ta chẳng thấy sao, tức là Phật đó, Phật nói khi ta chẳng thấy, rồi ngài A Nan nói rằng với ngài A Nan đó, thì sao ông chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta? Nếu thấy cái chẳng thấy thì tự nhiên chẳng phải là tướng chẳng thấy kia, nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy thì tự nhiên nó chẳng phải là vật, thì tại sao chẳng phải là ông? Thì còn nghi gì nữa? Không là thì Tuyết Đậu dẫn đến đây, tức Tuyết Đậu đến đây dẫn văn kinh mà dẫn chẳng hết, tức là dẫn con đoạn thôi. Nếu dẫn hết á thì có thể thấy kinh nói là đây là dẫn cho rõ là nếu cái thấy là vật thì ông cũng thấy được cái thấy của ta. Còn nếu đồng thấy gọi là thấy cái thấy của ta, khi ta chẳng thấy sao chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta, nếu thấy cái chẳng thấy thì tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia, nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy tự nhiên chẳng phải là vật, tại sao chẳng phải là ông? Tức là đây là Phật nói với ngài A Nan đó. Tức là ngài A Nan ngài nói rằng khi mà con cùng Phật, thí dụ con cùng Phật thấy cái bình hoa này thì đó là con thấy cái thấy của Phật đó. Đúng không? Tức là con thấy bình hoa, Phật cũng thấy bình hoa, vậy là con thấy bình hoa đó, tức là con thấy cái thấy của Phật đó. Thì Phật nói nếu vậy thì khi ta chẳng thấy bình hoa thì sao ông không thấy cái chẳng thấy của ta? Còn nếu ông nói ông thấy được cái chẳng thấy đó thì đó, thì không? Tức là ông nói thí dụ như ông nói là ông không thấy cái bình hoa, thí dụ ông nhắm mắt ông thấy bình hoa đi, ông nói như vậy thì tức là con không thấy bình hoa, tức là con thấy cái chẳng thấy của Phật đó, thì nói vậy là nói rỗng, đó là ông chỉ tưởng tượng thôi. Chứ còn khi mà ngài chẳng thấy cái chỗ chẳng thấy ngài đó thì đâu có hình tướng gì để cho ông thấy, ông nói đó là ông chỉ suy luận thôi, chứ làm sao mà thấy được cái chỗ Phật chẳng thấy. Ông không thấy là ông không thấy cái bình hoa thôi, chứ làm sao nói ông không thấy bình hoa là ông thấy cái chỗ chẳng thấy của Phật, đó là ông nói bướng. Đó. Vì vậy để cho thấy rằng cái chỗ mà chẳng thấy Phật đó nó không phải là thuộc về vật, không? Vì thì vậy thì nó không phải thuộc về vật, tức là ngài mới nói rõ thì cái đó đó thì không phải là ông, là còn gì nữa mà còn nghi. Cho nên đây nói rõ hơn á, nếu khi ta thấy vật
Rồi ông cũng thấy vật, thì ông cho là ông thấy được cái thấy của ta, thì tức là ông lầm cho cái thấy của ta ở trên vật hay sao? Không, tức là ông thấy đó gọi là quên mình theo vật, cho nên thấy vật mà cho là thấy cái thấy của Phật. Như vậy thì khi ta chẳng thấy vật thì sao? Đó. Thì ông làm sao mà thấy thấu được? Không, tức là ông làm sao mà thấy thấu được nó đó? Còn ông mà có cố thấy được cái thấy ha, cái gọi là cái tướng chẳng thấy, thì cái đó cũng là không dính dáng hết. Đó. Tức là ông cố ông thấy cho được cái tướng chẳng thấy thì cái đó cũng là cái tướng thôi, chứ còn cái mà chỗ mà chẳng thấy của Phật đó thì ông làm sao ông thấy thấu được nó. Tức là chẳng qua là ông gọi là thấy ở trên vật, hoặc là ông thấy không vật thôi, thấy vật hoặc ông thấy không vật, chứ làm sao ông thấy được đến cái chỗ chẳng thấy của Phật. Như vậy tức là nó không phải là đối tượng của ông để cho ông thấy, không? Mà nó không phải là đối tượng của ông thấy thì nó không thuộc gì vật rồi. Và như vậy thì ông phải nhận ra như vậy, thì cái đó là nó không phải thuộc gì vật, mà không phải thuộc vật thì không phải là ông còn gì nữa, ông còn làm gì nữa. Lâu nay đồng chí nhận cái thấy ở trên vật thôi, cho nên là thấy có vật là cho là thấy, cho nên đó là chỗ dễ làm. Thì ở đây mới giải thích, người mới bình, ngài Viên Ngộ bình, vì lời nhiều chẳng có chép hết, tức là vì lời là nhiều cho nên ở đây là chỉ dẫn trích đoạn. Ý tôn giả A Nan nói là thế giới, lồng đèn, cột cái đều nên có tên, cần thiết Thế Tôn chỉ ra cái diệu tinh nguyên minh không? Này gọi là vật gì để khiến cho con thấy được ý Phật không? Tức là ý ngài A Nan á, thì ngài nói là những cái thế giới nè, lồng đèn, cột cái đều, mọi cái đều có tên hết, còn bây giờ cái diệu tinh nguyên minh này á thì gọi nó là cái vật gì đây để khiến cho con thấy được ý của Phật. Tức là muốn nó thành ra cái để mà thấy, ý ngài A Nan vậy đó, ngài muốn nó cũng phải thành ra cái đấy để mà cho con thấy được. Thì đúng là đó là ngài đại diện cho mình á, đại diện theo cái tình mê của mình á, cứ muốn thấy thôi, không? Cái đó, cái gọi là cái diệu tinh nguyên minh này giống như là cái ở trong cái tánh sáng suốt của mình đó, mà muốn nó là cái gì để cho mình thấy được, đúng là theo cái tình mê. Cho nên là mọi người học mà gọi là theo chữ nghĩa là dễ lầm đó, học gọi là thí dụ như học sáng được tâm hay là thấy được tánh rồi cái thì cũng muốn, và không phải chỉ ra chỉ cho con cái tánh là cái gì để cho con thấy, mà nếu chỉ ra cho con thấy được cái tánh là cái gì đó thì đó là cái vật, làm sao là tánh không? Cho nên người học theo cái tình mê cứ cũng muốn cho thấy được nó, không? Mà thấy được nó tức là nó thành ra cái bị thấy rồi, không? Cho nên đó là chỗ làm. Thì ở đây mới bình Thế Tôn nói ta thấy đại hương, thì A Nan thưa con cũng thấy đại hương, thì tức là con tức là cái thấy của Phật, không? Tức là đây là ngài Viên Ngộ ngài bình như vậy. Thì Thế Tôn nói rằng ta thấy đại hương, thì ngài A Nan nói là vậy thì con cũng thấy đại hương, vậy tức là con thấy cái thấy của Phật rồi. Thì Thế Tôn nói ta thấy đại hương thì dễ biết, nếu khi ta chẳng thấy đại hương thì ông làm sao thấy, phải không? Tức là như vậy thì ta thấy đại hương, ông thấy đại hương, thì ông nói là ông thấy cái thấy của ta thì thôi thì cũng được đi. Bây giờ ta không thấy đại hương thì ông làm sao thấy cái chỗ không thấy của ta? Thì vậy rõ ràng là để cho thấy rằng ông thấy đại hương đó là ông chỉ thấy vật thôi, chứ đâu phải thấy cái thấy của ta. Vì thấy của ta đâu phải có hình tướng gì đâu mà ông thấy. Nhưng mà cái đó là cái lầm. Vậy thì ông cho rằng thấy vật đó là thấy cái thấy của ta, vậy thì ông cho đồng quá cái thấy với vật, đó là cái mê chỗ đó đó, gọi là quên mình theo vật, đồng quá nó với vật. Rồi Phật bảo ta nói chẳng thấy tự A Nan thưa, chứ A Nan thưa khi con chẳng thấy đại hương là thấy Phật. A Nan là khi mà con chẳng thấy cái đại hương đó thì đó là con thấy cái thấy của Phật đó. Phật bảo ta nói chẳng thấy tự là ta biết, ông nói chẳng thấy tự là ông biết, chỗ người khác không thấy
ông làm sao biết được, đúng không? Tức là ông đó là ông suy luận thôi, chứ ông làm sao ông thấy được cái chỗ chẳng thấy của ta mà ông nói là ông thấy được. Nghĩa là Ngài nói rõ là ta nói chẳng thấy là đó là tự ta biết thôi, còn ông nói chẳng còn ông mà chẳng thấy thì cũng tự là ông biết, chỗ người khác không thấy thì ông làm sao mà ông biết được cái chỗ đó, chỗ người ta không thấy làm sao ông biết được. Thành ra đó là chỉ là ông suy luận thôi. Rồi cổ nhân nói đến trong đây chỉ nên tự biết vì người nói chẳng được, thấy không? Cho nên đến ở chỗ này gọi là chỉ tự biết thôi, chứ vì người khác nói không được, nó không ra tới chỗ này. Chỗ này làm sao mà dùng ngôn ngữ mà nói cho ra được, thấy không? Nói được thì thuộc về ngôn ngữ rồi, thuộc về môi lưỡi rồi. Cái chỗ mà gọi là cái chỗ chẳng thấy của mình đó thì mình làm sao mà nói cho người khác thấy đây, làm sao cho người khác được, vì thấy cái chỗ mà chẳng thấy của mình đó mà làm sao nói cho người khác thấy hiểu, nó đâu có nằm trong ngôn ngữ đâu. Cho nên là đó, cho nên đây gọi là phải tự biết, phải nên tự biết đó. Còn ông nói đó thì ông chỉ là suy luận. Như Thế Tôn nói, khi ta chẳng thấy, sao chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta? Nếu thấy cái chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia. Thấy không? Tức là nó không phải là cái tướng để mà thấy. Thì nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải vật, thì tại sao chẳng phải là của ông? Đó. Vậy tức là muốn nhắc, thấy không? Là cốt làm sao là ông phải soi lại á, soi lại chính ông á, thấy không? Chứ đừng có mà cứ chạy theo cái bên ngoài. Nếu nói nhận cái thấy là có vật thì chưa có thể phủi dấu khi tôi chẳng thấy, không đó, tức là nhận cái thấy mà có vật đó, tức là thấy vật cho là thấy được cái thấy đó, không? Của nhau đó thì như vậy thì còn mắc kẹt như dấu vết ở trên cái hình tướng bên ngoài, chưa có gọi là thấu tột được, mình giờ chưa thể sáng được tâm, nói rõ là chưa sáng được tâm mà còn mắc kẹt nơi vật, thấy vật mà cho là thấy được cái thấy, không đó. Như con linh dương mọc sừng, cái tiếng vang dấu vết khí tức đều tuyệt, thì ông nhầm chỗ nào để dò tìm, không? Đây là nói con linh dương, không? Cái mọc sừng rồi đó, thì nó mất hết dấu vết thì không chỗ nào để cho ông tìm được hết, thì làm chỗ ông lấy cái gì để mà ông suy luận được, không? Tức là đến cái chỗ mà tột này á thì nó là không nằm ở trong cái ngôn ngữ chữ nghĩa nào hết, không dấu vết để cho ông mà lý luận suy luận được. Cho nên đến chỗ này đó thì ông không thể mà gọi là dùng cái gì để mà so sánh, tức là nó vốn là không một vật, mà Lục Tổ nói rõ là nó xưa nay không một vật mà ông lại lấy một vật để ông suy luận, tức là ông lấy so sánh, muốn lấy cái gì đó để so sánh nó thì tức là thành ra một vật vậy đó, đó phải không? Đó. Tức là ông muốn lấy một vật này gì đó để ông so sánh, để ông hiểu, thì vậy thì ông biến nó thành ra một vật rồi, mà thách biến nó thành một vật thì tức là xa vời đó. Cho nên vậy thì tức là chưa khỏi dấu vết của cái tình thức đó. Như vậy tức là tâm chưa sáng, nó chưa nói rõ vậy. Cho nên chỗ này là chỗ phải là bật đường ý thức là gì đó. Ý kinh trước buông ra để phá, rồi sau là đoạt để phá, không? Tức là cốt quá là để khiến cho ông là buông hết cái chỗ duyên đi, thì ngay đó là gì thì ông sẽ rõ liền, không? Buông hết cái chỗ duyên, không? Thì ngay đó là gì thì ông sẽ rõ. Còn cứ cứ muốn cho có chỗ để mà tâm nó duyên đó, để cho ông hiểu đó, thì vậy là chỉ là tâm sanh thôi, chứ chưa thấu được tột. Tước đậu mở con mắt giáo pháp để mà tụng, chẳng tụng vật cũng chẳng tụng thấy cũng chẳng thấy, thẳng thừng là tụng thấy Phật thôi. Đây là bài tụng của Ngài Tước Đậu, là toàn tượng toàn ngu ế bất thù, Tùng Lai tác giả cộng danh mô, Như Kim yếu kiến hoàng đầu lão, Sát sát trần trần tại bán đồ. Dịch: Vôi đủ trâu đầy mắt bệnh đồng, từ lâu tác giả thải dò tìm, như nay cốt thấy lão già ấn, cõi cõi trần trần ở giữa đường, không?
tức là voi voi đủ trâu đầy mắt bệnh đồng, gọi là cũng là thuộc về cái thấy của mắt bệnh á. Từ lâu tác giả thải dò tìm, tức là còn lo tìm mà lo dò lo kiếm đó thì chưa phải thấy được chính mình. Như nay cốt thấy lão già ấn cõi cõi trần trần ở giữa đường, tức là nó hiện tiền không có tìm đâu xa, nhưng không khéo thì lại không thấy được. Cho nên đây là giải tụng voi đủ trâu đầy mắt bệnh đồng là những người mù rờ voi, mỗi người nói khác nhau, xuất xứ từ kinh Niết Bàn. Có vị tăng hỏi người Ngưỡng Sơn: hòa thượng thấy người hỏi thiền hỏi đạo liền vẽ một vòng tròn ở giữa, vẽ chữ ngu tức là trâu, thì ý tại chỗ nào? Tức là ai đến hỏi thiền hỏi đạo á, thì ngài cứ vẽ vòng tròn ở giữa vẽ chữ ngu, thì ông tăng này hỏi ý tại chỗ nào? Thì Ngưỡng Sơn đáp: cái này cũng là việc nhàn thôi, nếu như hội được thì chẳng từ bên ngoài đến, nếu như hội chẳng được thì quyết định chẳng biết. Tức là người khéo thấy thì liền thấy, còn không thấy thì thôi, chứ không có bàn tán lăng xăng. Tức là sao? Tức là người khéo á, là mình thấy ngay trước khi giơ tay vẽ đó. Tức là ai để hỏi giơ tay vẽ vòng tròn, vẽ chữ ngu trong đó, chữ ngu và chữ Hán á, thì nếu mà người khéo á, mình thấy trước khi giơ tay vẽ nữa, chứ không phải chỉ thấy lúc mà giơ tay vẽ thôi, không thấy trước khi giơ tay vẽ thì đó mới là thấy khéo, không nè. Thì chỗ đó là không có gì để bàn luận, còn bàn luận lăng xăng thì chỉ theo chữ nghĩa thôi. Ta thưa hỏi ông, các bậc lão túc mọi nơi ở trên thân ông chỉ ra cái gì là Phật tánh của ông? Lại là nói thì phải, nín thì phải, chẳng nói chẳng nín thì phải, không tức là ngài gạn lại, không bây giờ ta hỏi ông đây, các vị lão túc ở mọi nơi đó ở ngay trên thân của ông mà chỉ ra cái gì là Phật tánh của ông, thì nói là phải hay nín là phải hay chẳng nói chẳng nín là phải, hoặc là thải là thải hết phải, hay là tức là thải là hết thải là phải, hay là hết thải chẳng phải. Nếu ông nhận nói là phải thì như người mù mò được cái đuôi con voi thôi. Nếu nhận nói là phải thì nín không phải sao? Còn nếu ông nhận nín là phải thì như người mù mò được lỗ tai con voi. Tức là có người nghe nói là nói thì thuộc diện ngôn ngữ thì không phải rồi, tức là im lặng mới là phải, tức là nhận im lặng là phải. Mà nếu mà nhận im lặng là phải thì nghe nói đó là giống như người mù giờ lỗ tai con voi thôi. Nhận im lặng là phải, nói là không phải sao? Nghe không? Nếu ông nhận chẳng nói chẳng nín là phải thì như người mù mò được lỗ mũi con voi, tức là cũng là một bên chưa có rốt ráo. Nếu nói vật vật đều phải thì như người mù mò được bốn chân voi, tức là ông lanh lợi ông nói là thấy mỗi mỗi vật trước mắt đó đều là phải hết, thì giống như người mù mò được bốn chân voi. Còn nếu nói tất cả chẳng phải là bỏ con voi rơi tại không kiến, tức là nghe vậy nghe bác vậy hết á, thì nói vậy thì coi như tất cả đều chẳng phải, thì vậy tức là giống như bỏ con voi rơi tại không kiến, tức là cái thấy một bên không, là bỏ con voi hết thì vậy thì nói cái gì, từ là rơi đầu gọi là cái không kiến, là tức là mắc kẹt bên bên không, tức là trước thì kẹt bên có, bây giờ kẹt bên không là cũng hai bên. Như thế chỗ thấy của những người mù á, chỉ ở trên con voi mà danh từ tướng mạo sai biệt, tức là người mù đó thấy là thấy ở trên con voi nhưng mà giờ rẫm cho nên không thấy được hết, cho nên rồi có những cái danh từ tướng mạo nó sai biệt. Ông cần yếu là chớ có mò voi, chớ nói là kiến giác phải, cũng chớ nói chẳng phải. Nghe không? Nào, quan trọng là ông cần phải thấy sao, cần mở mắt thấy toàn voi, chứ còn nói phải chẳng phải gì là cũng gọi là mù rờ voi, phải không? Mù rờ voi nói một bên thôi, quan trọng là mở mắt thấy toàn voi thì hết nói phải chẳng phải. Tổ sư nói Bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính trần ai? Lại nói đạo vốn không hình tướng, trí tuệ tức là đạo, khởi kiến giải thế ấy,
gọi là chân bát nhã. Đó, tức là phải thấy tột đến cái chỗ đến gọi là không còn chỗ gì để thấy nữa, nó thì mới là tột. Chứ còn ông mà còn nghĩa là thấy thế này thế kia rồi còn lý luận nào đó, còn một bên đó thì đó là còn góc cạnh chưa có đến đâu. Người sáng mắt thấy toàn thể con voi như Phật thấy tánh cũng như thế đó. Toàn ngu là xuất phát từ trang tử, tức là Bào Đinh Mổ Trâu chưa từng thấy toàn ngu kia, chỉ thuận lý mà mổ. Tức là ông Bào Đinh ngày xưa đó, Mổ Trâu đó, thì ông chỉ thuận lý mổ thôi. Dao dao tự tại, tức dao đó, con dao đó dạo tự tại trong đó, chẳng cần nhọc công mà trong khoảng chớp mắt đó, đầu sừng chân thịt đồng thời mổ xong đó. Tức là ông này là cái mổ siêu đó, ông Bào Đinh là Mổ Trâu là mổ siêu đó, thấy không? Mổ mà không cần biết niệm châu gì, nó giống như là thuộc lòng hết rồi, cứ cứ cầm dao là mổ mổ nhưng chút xíu là xong. Là như thế mà 19 năm dao vẫn bén như mới ra lò rèn, gọi là toàn ngu. Toàn ngu là do đó à, tức là ở đây là muốn nói rằng mình phải thấy mà như chưa từng thấy gì hết, cho nên lúc nào dao cũng bén hết, thấy không? Tức là không có dính gì hết, thấy mà không dính gì hết, thấy chưa từng thấy gì hết à, thì vậy mới là thấy toàn ngu, thấy không? Còn mình thấy dính cái là mắc kẹt từ dao lục rồi, thấy không? Vâng, thấy cái dính dính là tới dao lục rồi là mắc kẹt. Còn đây là thấy tất cả mà không biết như chưa từng thấy hết, thì lúc nào là cũng bén, gọi là dao bát nhã đó, bát nhã lúc nào cũng bén hết, cũng sáng hết, lúc nào cũng sáng ngời hết, thấy không? Còn mình thấy cái dính liền cái là lục liền, thấy không? Lục rồi giờ phải lo mài, mài tức là công phu đó, rồi quán chiếu, thấy không? Là còn cái kia là lúc nào là cũng bén cũng sáng hết, là như vậy đó. Thì đó gọi mới gọi là toàn ngu. À, tuy nhiên kỳ đặc như thế, Đức Đạo nói giả sử được toàn tượng toàn ngu à, cùng trong mắt có cườm lại chẳng khác. Đây Đức Đạo nói là dù cho ông được toàn tượng toàn ngu đó nhưng mà cũng là trong mắt có cườm. Thì vậy là sao? Như thế. Chỗ này là chỗ mà đúng là phải trong nhà thiền mới mới nói là nó được mà mới thấu được. Tức là ngài nói là giả sử cho ông mà được toàn tượng toàn ngu vậy đó mà cũng là trong mắt có cườm thôi, vậy là sao, làm sao mình thấu được chỗ này đó. Nhưng mà thấy thấu rồi thì đơn giản thôi, bởi vì sao, dù cho ông gọi là toàn tượng toàn ngu nhưng mà sao, nhưng cái đó cũng là cái thấy của người khác thôi, đúng không? Chừng nào mà chính cái thấy của ông à mới quan trọng, chứ còn nói toàn tượng toàn ngu nhưng mà cái đó là cũng luận về cái thấy của ta thôi à, cho nên gọi là cũng là trong mắt có cườm vậy đó. Đó là muốn gạn lại, nhấn mạnh lại để cho ông không phải gọi là bắt chước à, câu từ lâu tác giả phải dò tìm, dù là tác giả đến trong đây dò tìm cũng chẳng được, phải không? Bởi vì còn dò tìm á là tức là chưa thấy, nhớ kỹ vậy đó. Cho nên là ngài Quyền Giác trong chính ca nói đó, còn tìm tức biết anh chưa thấy, còn tìm là tức biết anh chưa thấy, đã là tác gia mà đến trong đây dò tìm thì tức là chưa thấy. Đó. Từ tổ Ca Diếp cho đến chư tổ ở Ấn Độ, Trung Hoa, các bậc lão hòa thượng trong thiên hạ đều chỉ gọi là mò. Tuyết Đạo nói thẳng thừng rằng như nay cần thấy lão già ấn, lão già ấn. À, sở dĩ nói cần thấy thì tức thì thấy à, tức là nói sao cần thấy tức thấy liền, thấy không? Còn đợi tìm kiếm mới thấy thì cách ngàn dặm muôn dặm à, đâu thấy rõ ngài đây là một thô lỗ, hãy cần thấy thấy liền, còn mà đợi gọi là tìm kiếm mới thấy á, là cách biệt xa. Hoàng đầu lão tức là ông già mặt vàng, thấy không? Đó là cũng chỉ Đức Phật đó, không? À, như nay ông cần thấy thì cõi cõi trần trần ở giữa đường, đúng không? Bình thường nói một hạt bụi, một cõi Phật, một chiếc lá, một Thích Ca, à, tức là một cõi, một hạt bụi, một cõi Phật, một chiếc lá là một Thích Ca, tức là Phật hiện khắp nơi. Trọn cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới có bao nhiêu hạt bụi chỉ nhằm trong một hạt bụi thấy, tức là
nói cho nó gần gũi hơn là ngay một niệm hiện tiền thấy suốt tất cả, không? Cho nên gọi là tam thiên địa trong thế giới có bao nhiêu hạt bụi, nhưng mà chỉ nhằm trong hạt bụi là thấy hết. Thì cũng vậy, mình ngay trong một niệm hiện tiền đây thì thấy suốt tất cả, không có thiếu sót gì hết. Nhưng mà vừa động niệm á thì liền sai, nó quan trọng chỗ đó đó. Chính khi ấy vẫn ở nửa đường, không? Người mà thấy thấu vậy đó mà cũng vẫn ở nửa đường là sao? Không? Gọi là trọn tam thiên đại thiên thế giới đó có bao nhiêu hạt bụi, chỉ nhằm trong hạt bụi này thấy đó. Nhưng mà chính khi ấy cũng vẫn là ở nửa đường thôi, ở dưới đường. Rồi mình mới thấy đúng là phải trong nhà thiền phải có mở mắt sáng mới thấu qua được những chỗ này, chứ còn lý luận chữ nghĩa không qua nổi. Vậy thì bên kia lại còn có nửa đường không? Hãy nói còn chỗ nào? Ông già Thích Ca còn chẳng biết thì bảo Xuân Tăng làm sao nói? Cái chỗ này là ông già Thích Ca cũng chẳng biết nữa mà thì bảo Xuân Tăng làm sao nói? À, như vậy tức là sao? À, vậy thì còn cái nửa kia đó là ở đâu? À, đây đúng là gọi là lòng từ bi đáo để của Ngài để dành lại cho mình đó. À, tức là nửa kia đó là cái phần đó, phần còn của mình. Ngài nói là nói phần nửa thôi. Cho nên, vậy thì mình mỗi người đó ai có chịu nhận hay chưa, đó là cái quan trọng. Còn nếu mà không á thì vẫn còn nguyên là ở dưới đường. À, đúng không? Nếu mà chưa nhận thì vẫn còn nguyên dưới đường, dù cho mà nói hay cách mấy nữa cũng ở dưới đường. Ừ. Cho làm sao là mình phải thấu qua được cái nửa giữa đường kia đó. À. Chứ còn mặc cho ai cứ bàn tán lăng xăng gì thì cũng là chưa chính dáng gì hết. Nào, quan trọng là phải làm sao mà thấu được cái nửa đường kia đó, giữa đường kia đó. Thấy không? Như vậy thì để cho thấy rằng cái chỗ này đó, nếu mà cứ bám theo kinh giáo để mà hiểu á thì sao? Nếu cứ bám theo kinh giáo để mà hiểu đó, không? Thì chỉ gọi là hiểu kinh giáo thôi, chứ chưa gọi là thấy Phật. Không? Đó, hiểu chỉ hiểu kinh giáo thôi. Đó, mình và đây là làm sao phải thấy thấu được nào qua kinh giáo. Không? Cho nên là trong nhà thiền mới gợi mới đánh thức cho mình đó, không? Phải thấy thấu được cái gọi là cái ý sống trong đó, chứ không phải là chết ở trên cái chữ nghĩa, cái ngôn giáo. Cho nên ở đây là mình học cái này rồi, quý vị phải quán kỹ, quán sâu thì nó có mở mắt sáng nơi chính mình, thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn không khéo á thì dù cho mà hiểu hay cách mấy đi nữa thì cũng vẫn là ở dưới đường. Còn phần còn lại đó làm sao là mình phải thấu qua được cái giữa đường kia đó, làm sao đó để mình bổ túc vào, thì cái đó mới là cái của chính mình, đó là cái quan trọng. Thôi từ bữa nay học tới đây. Chúng sanh vô Pháp Môn Vô